cùng bộ trang phục Nguyệt Mỹ Ni vô cùng xinh đẹp theo cầu anh em. Và thực ra thì trang bị bảng ngọc của Nina sẽ không có thay đổi nhiều, mình đã trình bày các bạn rất là nhiều rồi. Quan trọng là chúng ta chơi pháp sư phải di chuyển như thế nào, cần làm những việc gì để gánh team thành công. Thì tất cả những điều đó thì mình sẽ chia sẻ với các bạn trong video clip này. Trước hết anh em nhớ like, comment, ủng hộ MOBA Việt. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Khi đánh pháp sư anh em nhớ một điều chính là các bạn xả kỹ năng, xả hết kỹ năng đi để các bạn dọn lính siêu nhanh. Dọn lính siêu nhanh và đi gank siêu tốc. Đấy, đi hỗ trợ team ép trụ này. Ném chiêu 2, ném chiêu 1, vô cùng đơn giản. Wow, chiêu cuối của Violet ăn được luôn Triệu Vân. Bây giờ thì mình ở lại thì không có tác dụng gì nhiều anh em ơi. Mình sẽ trở về lên để lính và tiếp tục đi gank. Đánh mid thì các bạn phải đánh hơi được giao tranh. Đánh hơi được giao tranh như thế nào? Những pha ép trụ các bạn phải có mặt này. Những pha thủ trụ các bạn có mặt này. Và tướng địch lên cao là các bạn cũng phải có mặt hỗ trợ team để bắt tướng địch nha. Những pha này này anh em ơi. Thanh niên thê là thanh niên slim này, rất là cao và còn yếu máu chứ. Đến là chúng ta chỉ vét mạng thần trưởng thôi. Nó vô cùng dễ dàng để các bạn đánh hơi được giao tranh khi đi đường giữa. Đấy. Bạn cứ quan sát đường lính hai lên này. Team bạo lên cao là mình sẽ ganh lên đấy. Tỷ lệ thành công rất là cao anh em ơi. Bởi vì đang 2-2 hoặc là 3-3, tự nhiên mình thò mặt ra thành là hơn người kiểu gì chẳng thắng anh em ơi. Đặc biệt Nina bị tướng cấu máu rất là tốt, các bạn cố gắng cấu máu pháp sư tìm bạn. Đấy, thanh này còn tốc biến đấy chứ. Ở hiện tại thì Nina cái khả năng là các bạn ném chiêu nó không quá thốn như các phiên bản trước. Đấy, hiện tại thì nó đam nó vừa đủ thôi, các bạn vẫn có thể cấu diệt tốt. Đặc biệt là đánh Nina các bạn phải combo tốt cơ. Đấy, các bạn hiểu rõ chất tướng. Đặc biệt là các bạn phải biết thả cái linh đạn sao cho hợp lý. Nhiều khi là chúng ta thả linh đạn là biết là không trúng rồi vẫn thả. Đấy, và thả rồi thì làm sao mà trúng chuẩn xác, đây là điều rất là quan trọng anh em ơi. Bởi vì cái linh đạn này tốc độ bay rất chậm, tướng địch hoàn toàn có thể chạy được. Đấy, rồi vô đến ấy, bị thiên đẩy ra kìa. Thôi té nhanh không chết bây giờ. Chạy rồi. Combo cơ bản vị tướng Liniana thì các bạn dùng như sau. Các bạn đang ở trạng thái hình người, các bạn ném chiêu 2 làm choáng rồi lập tức ném chiêu 1, vẩy chiêu 1. Sau đó các bạn dùng chiêu cuối biến thành con cáo. Biến cáo xong thì lại có hai sự lựa chọn cho anh em. Một là khi biến cáo rồi anh em áp sát được mục tiêu rồi thì các bạn dùng luôn chiêu 1. Dùng luôn chiêu 1 rồi dùng chiêu 2 đánh tường, tiếp tục dùng chiêu 2. Đấy. Còn nếu khi các bạn biến thành cáo rồi mà chưa áp sát được mục tiêu thì tất nhiên các bạn phải dùng chiêu 2 để áp sát mục tiêu, sau đó dùng chiêu 1 tiếp tục đánh tường và dùng chiêu 2. Đấy là combo cơ bản của định tướng Liniana mà anh em cần biết nha. Và khi biến hình thành khi các bạn thả linh đạn rồi thì các bạn cố gắng biến hình đuổi theo và biến hình thành người và tiếp tục ném chiêu 2 làm choáng. Cái combo thế này thì nhiều khi là các bạn có thể là giúp cái quả cầu linh đạn là trúng được mục tiêu dễ dàng hơn bởi cái chiêu choáng các bạn. Bạn này tốc biến thằng kia à? Có hồi máu cũng của thên chứ. Mặc dù anh em có thể mải mê đi gank nhưng mà quan trọng là các bạn phải giữ được cái lane mid của mình, không để mất trụ quá sớm. Không là mất trụ lane mid rất là thiệt dành cho team, bởi vì mất tầm nhìn rất là lớn ấy. Wow, Triệu Vân này, Triệu Vân cố dướn theo bộc phá. Với team mình cả hai xạ thủ đều rất là yếu máu, người là bạn ấy dướn không có tới, và bị mình choáng sấp mặt. Ở trang bị Liniana thì các bạn theo dõi bên dưới nha, không có thay đổi gì nhiều đâu.
Còn bảng ngọc Liliana, bảng ngọc cấp 3 thì các bạn dùng như sau. Ngọc đỏ chính là bảng ngọc công phép xuyên giáp phép, ngọc lục tốc đánh xuyên giáp phép. Và bảng ngọc tím thì có hai lựa chọn cho anh em. Đầu tiên chính là ngọc công phép hút máu phép hoặc là hút máu phép. Thứ hai là bảng ngọc máu đa hồi máu và tốc chạy. Một kiểu là phong cách các bạn có thêm sự cơ động và cứng cáp, một kiểu là các bạn có tăng hồi phục tốt. Đố bạn Slim để được trụ đấy. Một mình làm sao để trụ về không bị ngộ công bắt sắp bắt bây giờ. Anh của Triệu Vân, thì tên Triệu Vân này chuyên gia rình rập anh em ơi. Bắt được Liliana rất là khó, bởi Liliana là vị tướng anh em thấy đấy, biến cáo với người liên tục. Đặc biệt khi các bạn biến từ người thành cáo thì các bạn sẽ né được cái sát thương của tử địch. Còn biến thành cáo thành từ cáo thành người thì các bạn lại có khả năng là tạo hai vùng sát thương phép và làm chậm tử địch rất là lợi hại nha. Khi solo ở sốc sát thương thì các bạn ưu tiên là ở trạng thái hình cáo. Còn khi các bạn giao tranh tổng là các bạn ưu tiên là trả thái hình người nha, cầu rỉa là chính. Ở đây là các con mồi của mình đây rồi, Slim này, Triệu Vân này, đánh thường có cộng thêm rất là phép. Bởi vì mình phải chiêu một trúng hai mục tiêu mà anh em ơi, cố gắng phải chiêu một trúng nhiều mục tiêu nha để lấy thêm cái nội tại đánh thường có sát cộng thêm sát thương phép. Nhảy thêm phát chiêu 2 này. Nó rất là cơ động, thành ra là vị tướng pháp sư rất là ảo diệu đối với những bạn mà có kỹ năng nhanh và chuẩn. Ở trong beta 18 sắp tới thì Liliana không hề thay đổi sức mạnh anh em ơi, vẫn giữ nguyên. Quên có một vấn đề nữa là chính là bảng ngọc cấp 2. Bảng ngọc cấp 2 thì các bạn dùng những chỉ số như sau: công phép này, xuyên giáp phép này, hút máu phép này, giảm thời gian hồi chiêu này. Các bạn cứ dùng cái ngọc đấy thôi. Thực ra là không có ai dùng nguyên bảng ngọc cấp 2, bởi vì các bạn sẽ có lẫn cả ngọc cấp 3 và ngọc cấp 2. Ở thanh niên tốc biến nhanh thật. Đánh pháp sư là các bạn nhớ một điều, chính là các bạn phải hỗ trợ đồng đội tốt, cover cho nhau tốt. Thực ra là pháp sư với trợ thủ là có phong cách đánh kiểu gần nhau, nhưng mà pháp sư đứng sau giảm kỹ năng và hỗ trợ cho team. Còn trợ thủ thì nhiều khi các bạn phải đỡ đòn lao lên và chắn sát thương cộng với khống chế cho team đánh. Pháp sư là vị tướng các bạn kiểu là khống chế cho team đánh đấy, nhưng mà sát thương của các bạn gây ra cũng rất là lớn nếu các bạn chọn vị trí sạc sát thương hợp lý. Thì con Liliana này anh em ơi, cấu rỉa thì thôi rồi, tức là phần late game các bạn có đồ rồi, cấu siêu thồn luôn, hai phát cấu là chết. Có phiên bản trước thì một lần cấu rỉa combo siêu 2-1 ở trạng thái hình người, tức là thồn lắm rồi. Nhưng bây giờ thì không được thồn như vậy, người vẫn rất là mạnh anh em ơi. Nếu các bạn là đánh tốt Liliana ở thời điểm đầu game, con này là kiểu pháp sư late game mà anh em ơi. Đầu game thì thực sự nó không quá vượt trội, mà nó có sự cơ động, đam cấu rỉa chiêu 1 chiêu 2 chưa đủ. Mà các bạn cứ kiên trì cấu rỉa kiểu gì tướng địch chẳng yếu máu, yếu máu thì mình nao vào thôi. Thế rồi tốc biến đập mặt vào tường này bạn ơi. Cái này đánh thường có thêm sát thương phép, đánh rất thấm. Ở khi bạn dùng chiêu một trúng nhiều mục tiêu rồi, các bạn nên đánh thường nha. Ở trạng thái hình người có thêm sát thương phép rất là thấm luôn. Triệu Vân này chết tiếp. Được quá là EZ đi anh em ơi.
Ok thì có lẽ thì team bạn sẽ không thủ được rồi, bởi vì 4 người lên bảng điểm số. Và video của mình đến đây hết rồi. Xin chào anh em, hẹn bạn trong clip tiếp theo. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một cái ứng dụng rất hay. Ứng dụng có tên là Hubo, sẽ giúp các bạn tìm kiếm những người huấn luyện viên, bạn bè cùng chơi để chơi được mobile tốt hơn. Và tất nhiên ứng dụng này sẽ tính phí nha anh em ơi. Ứng dụng chi tiết thì các bạn sẽ xem ở phần cuối video của mình. Hubo cùng chơi game là ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm dễ dàng những người đồng đội dễ thương và đầy tài năng chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Hello mọi người, đặt hẹn lên rank của mình nhé. Cơ hội trở thành một trong những huấn luyện viên cực dễ thương và đẳng cấp đến từ Hubo. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chờ gì nữa, hãy tải Hubo trong ngày hôm nay đi nào. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.